Với cả 3, 2, 1, đi. Sau đây mình sẽ thao tác tất cả các tính năng trên phần mềm của nhập hàng Trung Quốc trên phiên bản 6.0. Mời các bạn cùng xem. Lặp lại nhiều trên quá. Trên hả? Sau đây mình sẽ thao tác. Sau đây mình lắp các tất cả tính năng. Sau đây mình sẽ mềm. Sau đây mình sẽ demo tất cả tính năng của phần nhập hàng Trung Quốc 6.0 mà các bạn cùng theo dõi. Má đỉnh gì. Ok. Rồi mấy chạy 3, 2, 1, đi. Sau đây mình sẽ demo phần mềm nhập hàng Trung Quốc phiên bản sẵn. Sau đây mình sẽ demo phần mềm nhập hàng Trung Quốc phiên bản 6.0. Mời các bạn cùng xem. Sau đây mình sẽ demo tất cả tính năng của phần mềm nhập hàng Trung Quốc 6.0. Sau đây mình sẽ demo tất cả tính năng của phần mềm nhập hàng Trung Quốc 6.0. Mời các bạn theo dõi. Rồi 3, 2, 1, đi. Sau đây mình sẽ thao Sau đây mình sẽ demo tất cả các tính năng của phần mềm nhập hàng Trung Quốc trên phiên bản 6.0 của Mona. Mời các bạn cùng xem. Rồi. Rồi, bây giờ mình anh nhìn vô cam nói câu đầu đúng không? Ok. Còn quay đúng không? Anh đừng có tắt đi còn nó cứ để một số. Đúng rồi, đúng còn. Rồi, vô. Ok, thì đầu tiên mình sẽ vào cái trang demo của mình. Thì mình đã đăng nhập sẵn tài khoản admin ở trên hệ thống. Thì đây là giao diện của bên Mona. Thì khi khách hàng ký hợp đồng với Mona thì các bạn sẽ được tặng một cái template mẫu. Khi mà các bạn sẽ chọn và Mona sẽ dựng lên một cái hệ thống trên cái trang web đó. Còn nếu như mà khách hàng có những cái ý tưởng hay là muốn làm những cái phần mà layout riêng á, thì các bạn sẽ được thiết kế lại và chỉnh sửa lại, và cái phần đó các bạn có thể phát sinh thêm chi phí. Thì mình sẽ thao tác tất cả tính năng cho các bạn cùng xem nhé. Thì đầu tiên trên giao diện màn hình của chúng ta là ở đây sẽ có hai cái nút là cài đặt công cụ đặt hàng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào hai cái button đó để cài đặt cái công cụ vào. Thì ở đây mình đã cài đặt sẵn, thì mình chỉ cần add nó vào thôi. Rồi mình đăng nhập vào hệ thống bằng một cái tài khoản. Thì trong để vào hệ thống được thì các bạn phải có một cái tài khoản. Thì tài khoản đó mình đăng ký ở trên cái trang chủ thôi, nó sẽ hiện ra cái pop up rồi các bạn nhập thông tin vào. Tiếp theo sau khi đăng nhập thì mình sẽ vào cái phần giỏ hàng. Thì đây là giỏ hàng của khách hàng và đây là giao diện của trang user nha các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vào một trang Taobao hoặc 1688 hay Temu bất kỳ để mình tìm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng bằng công cụ đặt hàng. Thì đầu tiên thì sau khi mà mình vào được cái chi tiết sản phẩm ở bên ba cái trang Trung Quốc đó thì cái công cụ đặt hàng của mình nó sẽ hỗ trợ nó hiện lên. Thì các bạn sẽ cùng mình là chọn những cái thuộc tính màu sắc kích cỡ hoặc là số lượng để mình thêm sản phẩm vào giỏ hàng của hệ thống. Thì sau khi mà mình bấm cái nút thêm vào giỏ hàng thì nó sẽ báo cho mình là mình thêm vào thành công. Thì có nghĩa là sản phẩm của bạn đã được thêm vào giỏ hàng của hệ thống bên mình. Thì sau khi bạn vào trang giỏ hàng để kiểm tra thông tin cái sản phẩm đó thì các bạn có thể điều chỉnh lại như là số lượng. Ví dụ lúc đầu mình mua 5 cái thì bây giờ mình muốn tăng lên 10 cái thì mình nhập lại sang số 10 xong mình cập nhật lại sản phẩm. Thì nó sẽ tính lại tiền hàng của cái đơn hàng đó. Và tất cả sản phẩm trong đơn hàng này á, thì một đơn của mình sẽ gom là cùng một shop sẽ vào một đơn để tránh trường hợp như những cái cách mà khách lớn người ta kiểu như là một shop một đơn to nhưng mà sẽ có nhiều đơn nhỏ trong thì rất là khó quản lý được cái vấn đề mà hàng về đi tới lui các bạn cũng như là việc thanh toán với khách hàng. Thì ở đây mình sau khi mình thêm vào giỏ hàng mình điều chỉnh lại. Rồi ở đây ví dụ nhưng bây giờ mình muốn lên đơn cái shop này thì bấm tích chọn vào. Ở đây sẽ có nút đặt hoặc là mình đặt ở dưới nút tiếp tục đặt hàng. Thì tiếp tục nó sẽ qua cái trang review lại cái thông tin mà đơn hàng. Thì ở đây mình đang có hai sản phẩm. Thì ngoài ra thì mình sẽ có những cái thông tin về kho, người đặt hàng hoặc thông tin nhận hàng. Thì cái này là khách hàng phải nhập vô nha các bạn. Rồi mình chọn kho. Rồi nhập Mona nha.
Nên mình cho chọn địa chỉ nè. Rồi sau khi mình chốt đơn hàng thành công đó các bạn, nó sẽ chuyển mình qua cái giao diện danh sách đơn hàng. Thì cái đây là bên giao diện của khách hàng nha các bạn. Thì lúc này trạng thái của cái đơn mình vừa tạo xong á là chờ đặt cọc. Chờ đặt cọc có nghĩa là đơn mới. À, tiếp tục thì ở bước này thì khách hàng có thể tiến hành đặt cọc. Nó sẽ có những cái chức năng kèm theo như là mua lại đơn hàng. Thì nó sẽ thêm những cái sản phẩm trong cái đơn đó ngược lại vào giỏ hàng của khách đó, để khách đó có thể mua lại cái đơn đó đúng cái thông tin của sản phẩm đó luôn nha các bạn. Tiếp theo là cái phần chi tiết đơn hàng. Thì tất cả những cái thông tin về cái đơn hàng á thì nó hiện trong cái chi tiết đơn hàng này hết. Rồi mình sẽ bắt lại cái trang danh sách đơn hàng. Và đây ví dụ như bây giờ mình sẽ tiến hành bấm đặt cọc nha các bạn. Giờ sau khi mình đặt cọc thành công, nó sẽ báo mình là đặt cọc thành công. Rồi tiếp theo là những cái bước này là thuộc về phần quản trị. Thì mình sẽ dùng một cái tài khoản này là tài khoản admin. Thì mình sẽ dùng luôn cái phần quyền quản trị để mình thao tác tất cả các luồng, cái nghiệp vụ cho từ khi mua hàng cho đến khi xuất kho luôn nha các bạn. Thì đây là cái đơn hàng mình vừa lên. Trạng thái của nó hiện tại là đã đặt cọc và số tiền còn lại là 0 đồng. Thì bây giờ bên mua hàng, bên quản trị, bên doanh nghiệp của các bạn á, họ sẽ tiến hành kiểm tra và đi mua sản phẩm. Thì sau khi mà nhân viên mua hàng họ mua được sản phẩm ở bên Taobao á, thì họ sẽ bên nhà cung cấp sẽ cấp cho họ những cái mã như là mã đơn hàng ở bên Trung và những cái mã vận đơn của cái đơn hàng đó kèm theo. Thì nhân viên mua hàng sẽ khai báo vào thông tin của chi tiết của đơn hàng. Và khi mà nhân viên mua hàng các bạn, họ nhập mã đơn hàng thì hệ thống sẽ tự động thay đổi trạng thái thành đã mua hàng luôn. Các bạn không phải cần thay đổi thủ công. Rồi ngoài ra thì họ có thể nhập thêm những như là số tiền mua thật, phí ship Trung Quốc thật để tính được cái lợi nhuận của cái đơn hàng. Và cái phần đó sẽ được áp cho cái nhân viên mua hàng á, hưởng hoa hồng phần trăm tùy theo doanh nghiệp họ cấu hình nha các bạn. Ok thì mình sẽ nhập thêm phí ship tiền mua thật. Thì sau khi bạn nhân viên mua hàng họ đã nhập hết tất cả thông tin như là tiền mua thật, phí ship Trung Quốc thật, thì cái quyền hạn của bạn nhân viên mua hàng đến đây là kết thúc. Tiếp theo là đến quyền của bạn nhân viên kho Trung Quốc. Thì sau khi mà hàng nó đến kho Trung Quốc thì nhân viên kho Trung Quốc sẽ làm gì, thì mình sẽ làm luôn cái phần đó cho các bạn cùng xem. Thì đầu tiên nhân viên kho Trung Quốc khi hàng về kho Trung Quốc thì họ sẽ thấy được cái mã vận đơn đó, họ sẽ kiểm tra. Họ sẽ kiểm tra và nhập cân nặng và đóng bao đưa về Việt Nam nha các bạn. Đây ở đây ở đây là ở trên giao diện của nhân viên kho Trung Quốc, thì mình sẽ scan cái mã vận đơn nó ra thì nó sẽ hiện ra. Ở đây mình có thể nhập cân nha các bạn. Ở đây mình có thể chọn bao. Cái này là mình đang không xét bảng giá cho nó nên nó không có hiện, để mình đổi cái thông tin cái đơn lại. Rồi sau khi nhân viên kho Trung Quốc họ cập nhật thành công thì nó sẽ báo. Thì tương tự như thế thì cái trạng thái của đơn hàng nó cũng đổi về trạng thái là cái đơn này đã về kho Trung Quốc nha các bạn. Thì sau đó thì họ sẽ đóng bao chuyển về Việt Nam. Thì tiếp theo là tiếp mục cái quyền của nhân viên kho Việt Nam. Thì khi hàng về kho Việt Nam á, thì nhân viên kho Việt Nam cũng tương tự như kho Trung Quốc, kiểm tra bao hàng và nhập cân nặng lại chính xác để tính được cái tiền vận chuyển cuối cùng của cái đơn hàng đó. Và trong cái trạng thái mà hàng đã về Việt Nam á, sau khi mà nhân viên kho Việt Nam cập nhật cân á, thì khách hàng sẽ hiện nút thanh toán và khách hàng thanh toán số tiền còn lại.
và bên nhân viên kho Việt Nam sẽ tiến hành xuất kho và giao cho khách hàng, đó là hoàn thành một cái quy trình đơn hàng vận chuyển hộ nha các bạn. À nhầm, mình đơn hàng vận đơn hàng mua hộ, thì về đơn hàng vận chuyển hộ thì nó cũng tương tự như đơn hàng mua hộ, nó sẽ không qua một cái bước là cái bước mua hàng. Thì cái phần đơn hàng vận chuyển hộ thì khách hàng họ sẽ khai báo kiện hàng ở trên hệ thống, thì bên mình sẽ nhận những cái thông tin đó và xác nhận lại với khách hàng là mình sẽ vận chuyển hàng đó về Việt Nam, từ Trung Quốc vào Việt Nam giúp khách hàng. Thì cái phần đó thì mình chỉ tính tiền được là tiền vận chuyển thôi, không có ăn lời những cái tiền như là phí dịch vụ này nọ hay là những cái phí kèm theo. Nếu mà những cái phí phát sinh mà kèm theo á thì bên doanh nghiệp họ sẽ báo với khách hàng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật bên kho Việt Nam cái mã vận đơn đó. Rồi, ví dụ như bây giờ mình sửa lại số cân nha các bạn. Mình tăng lên ví dụ lên 20 kg đi. Rồi mình sẽ qua cái giao diện của khách hàng. Thì đây là giao diện danh sách đơn hàng của khách hàng nè các bạn. Thì hiện tại nó đã về Việt Nam. Số tiền còn nó hiện sau khi hàng về Việt Nam nó sẽ hiện cái nút thanh toán. Thì ở đây mình sẽ chỉ cần có thể tích chọn để thanh toán nhiều đơn cùng một lúc hoặc tích từng đơn nha các bạn. Thì mình sẽ tích thanh toán ngay cái đơn trên cái đơn đó luôn. Rồi sau khi mà thanh toán thành công á thì nó sẽ báo là cái trạng thái để đơn hàng đã thanh toán. Thì tiếp theo là nhân viên kho, như hồi nãy mình đã nói thì nhân viên kho Việt Nam sẽ tiến hành xuất kho giao cho khách. Rồi đây là cái mục xuất kho của nhân viên kho Việt Nam. Thì nhân viên kho Việt Nam sẽ tìm cái username của cái khách đó, bấm lấy kiện để nó show ra những cái kiện hàng đang ở kho Việt Nam. Thì ở trong ví dụ như trong cái mình đang thao tác nè, hiện tại mình vừa lấy kiện thì nó đang hiện ra tới 4 kiện đang ở kho Việt Nam. Thì ví dụ như mình muốn xuất kiện nào thì mình bấm tích vào kiện đó, còn cái nào mình không xuất thì mình ẩn nó đi nha các bạn. Ví dụ như mình muốn xuất cái kiện dưới. Rồi. Thì nó sẽ ra, nó tạo ra một cái phiên thanh toán xuất kho. Thì cái phiên này nó đã báo cho mình là thông tin về kiện hàng, ID đơn nè, mã kiện nè, số cân nè, số khối và vân vân, và trạng thái của nó là đã thanh toán. Thì khi mà đã thanh toán rồi các bạn thì mình có thể thao tác tiếp theo là xuất kho. Đây là sau khi mình xuất kho thì nó sẽ in ra một cái phiếu xuất kho giao cho khách. Thì đến lúc này thì cái đơn hàng hoàn thành cái quy trình mà vận chuyển từ bên kho Trung Quốc về Việt Nam xuất kho giao cho khách luôn nha các bạn. Thì mình có thể vào cái danh sách đơn hàng mua hộ, mình có thể kiểm tra được là cái đơn hàng nó đã đổi trạng thái về hoàn thành, và tất cả của những cái timeline về trạng thái nó sẽ đều lưu lên lịch sử nha các bạn. Và trên phiên bản 6.0 này đặc biệt là có cái tính năng real time, các bạn tự động load cái thông tin mới nhất của đơn hàng lên, nên các bạn không cần phải sợ xảy ra những cái sự cố hay là sai sót về đơn hàng, kiểu như là đơn hàng nó chưa load data mới lên mà mình cập nhật nó đè là cái thông tin cũ á các bạn. Rồi. Thì mình sẽ quay lại về cái phần bên danh sách người dùng nha các bạn. Thì hồi nãy mình đã đi về tất cả quy trình về cái đơn hàng từ lúc mà mình thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cũng như là lúc mua hàng, nhập kho Trung Quốc, nhập kho Việt Nam, xuất kho Việt Nam, khách thanh toán nha các bạn. Thì trên giao diện của user, người dùng của khách hàng á, thì mình sẽ có được tất cả những cái phần như là đơn hàng mua hộ. Thì mình sẽ mô tả lại nha. Đơn hàng mua hộ đầu tiên, cái danh sách này là đơn hàng mua hộ bằng công cụ đặt hàng Attention nha các bạn. Tiếp theo là cái đơn hàng mua hộ khác. Thì đơn hàng mua hộ khác là mình tạo đơn hàng thủ công á các bạn. Trường hợp những cái sản phẩm mà ở bên Trung á mình không mua được bằng Attention á, hoặc là những cái sàn thương mại điện tử khác, thì mình khách hàng của mình sẽ khai báo những cái thông tin đó vào. Thì quá trình mua hàng nó cũng tương tự như đơn hàng mua hộ bằng Attention thôi nha các bạn. Tiếp theo là một đơn hàng ký gửi. Thì đơn hàng ký gửi hay còn gọi là đơn hàng vận chuyển hộ các bạn. Thì ở đây mục này thì khách hàng sẽ khai báo mã vận đơn ra. Tại vì trường hợp khách hàng đã mua hàng ở bên Trung hoặc họ có hàng ở bên Trung họ muốn vận chuyển về Việt Nam thôi á, thì họ sẽ nhờ mình cái đơn vị vận chuyển mình vận chuyển về. Đây mình sẽ tạo một cái đơn vận chuyển hộ nha các bạn. Rồi mình bấm tạo đơn hàng. Thì sau khi mình tạo đơn hàng á, nó sẽ đẩy qua mình cái danh sách đơn hàng nha các bạn.
Thì tới bước này á, ở bên doanh nghiệp người ta sẽ kiểm tra cái thông tin mà bạn khai báo tạo cái đơn hàng, người ta sẽ liên hệ với bạn để xác nhận. Nếu như mà cái đơn hàng này bạn khai báo mà nó đúng chính xác á, người ta sẽ duyệt. Sau đó người ta sẽ vận chuyển về Việt Nam như cái quy trình hồi nãy mình đã làm, như cái đơn hàng mua hộ nha các bạn. Tiếp theo là mục thanh toán hộ. Thì cái mục thanh toán hộ này là như thế nào? Thì là dành cho những cái khách hàng người ta mua hàng ở bên Trung nhưng mà người ta không có tài khoản Alipay hoặc là tài khoản ngân hàng ở bên Trung để thanh toán, thì họ sẽ nhờ những cái doanh nghiệp của mảng vận chuyển hàng Trung Quốc này làm luôn cái nhiệm vụ đó. Thì họ sẽ khai báo tất cả thông tin, những cái đơn hay là bill hàng gì đó để cho doanh nghiệp người ta nắm được thông tin, xong người ta sẽ liên hệ và cần liên hệ để xác nhận lại, xong người ta sẽ thanh toán ở bên thứ ba. Sau khi thanh toán bên thứ ba thì họ sẽ báo với mình rồi mình sẽ thanh toán lại với họ. Và cuối cùng là cái mục quản lý tài chính. Thì mục quản lý tài chính thì ở đây mình sẽ có đầy đủ những cái phần như là lịch sử giao dịch, thì tất cả những cái dòng tiền của các bạn mà rút, nạp, thanh toán, đặt cọc gì tất cả thì nó đều lưu trên cái phần lịch sử giao dịch này hết, để khách hàng có thể dễ kiểm soát nha các bạn. Nên các bạn yên tâm về cái phần lịch sử giao dịch này, thì mình sẽ có một cái ví điện tử, cái số dư đó để mình theo dõi được cái số dư hiện tại của mình đang còn bao nhiêu luôn nha các bạn. Tiếp theo là trong cái mục tài chính thì mình sẽ có được mục nạp tiền và mục rút tiền. Thì mục nạp tiền và mục rút tiền nó sẽ hoạt động như thế nào? Thì mục đầu tiên là mục nạp tiền. Thì cái phần nạp tiền này á là nó chỉ tạo một cái lệnh thôi. Khi mà khách hàng tạo lệnh, ví dụ như khách hàng muốn nạp 500.000 thì họ sẽ chuyển vào tài khoản bạn 500k trước. Khi mà họ tạo được cái lệnh này, mình nhận được cái lệnh này thì các bạn sẽ tiến hành vào việc cái lệnh đó, thì cái tiền đó sẽ nhảy vào ví điện tử của khách. Thì tương tự như cái phần nạp thì phần rút nó sẽ khác một tí. Là rút á, thì nó sẽ trừ cái tiền trong hệ thống của bạn trước luôn, để tránh trường hợp các bạn lấy cái số tiền đó đi đặt cọc những cái đơn sau hoặc là thanh toán những cái đơn sau, thì lúc đó thì bên doanh nghiệp người ta sẽ duyệt cái phần rút đó, cái lệnh rút đó, sẽ tiền ví điện tử nó sẽ nhảy không có chính xác nữa nha các bạn. Và tiếp theo là cái mục kiểm tra, mục check-in. Thì cái kiểm tra check-in là cái mục theo dõi quản lý mã vận đơn của hệ thống thôi nha các bạn. Và mục khiếu nại. Thì khi mà một đơn hàng mua hộ hoàn thành thì nó sẽ nhảy ra một cái nút là nút khiếu nại để mình vào cái danh sách đó. Đây, ở đây có một nút khiếu nại. Thì khách hàng sẽ tạo những cái khiếu nại ở đây với số tiền tương ứng mà họ mong muốn để mình hoàn lại. Thì cái trường hợp này mà xử lý khiếu nại sẽ có rất là nhiều trường hợp. Như là trường hợp là cái bên shop họ sẽ thảo luận với mình là sẽ phát sai thì họ sẽ phát bù về sau, hoặc là họ sẽ hoàn tiền, hoặc là họ sẽ kiểm tra lại, hoặc là sẽ thương thảo như thế nào với các bạn. Thì doanh nghiệp họ sẽ liên hệ và trao đổi với các bạn để đưa ra một cái khiếu nại chính xác nhất, hoặc là hoàn tiền vào cái đơn của các bạn, hoặc là họ sẽ nạp ngược lại vô ví điện tử của các bạn cái khoản tiền đó. Và đó là tất cả các tính năng ở trên giao diện của user nha các bạn, và trên khách hàng. Thì sau đây mình sẽ đi vào lại cái phần quản trị để mình nói sơ hết tất cả các tính năng của phần quản trị nha các bạn. Nóng mày. Nóng không? Được mà. Ok. Nó mỏi mệt quá. Còn quay đúng không? Thì tiếp theo là về cái phần quản trị nha các bạn. Thì mình đang dùng tài khoản admin quản trị nên nó sẽ có tất cả các tính năng luôn, nó sẽ mô phỏng đầy đủ hết cho các bạn cùng xem. Thì đầu tiên là cái mục tổng quan về đơn hàng thôi nha các bạn, mục dashboard thôi. Tiếp theo là về phần cấu hình, thì chúng ta sẽ có những cái cấu hình như là cấu hình chung nè, cấu hình về mạng xã hội nè, cấu hình về tỷ giá hoa hồng, hoặc là cấu hình về sale. Tiếp theo là về cấu hình phí người dùng. Thì hiện tại hệ thống mình đang chia theo cấp độ VIP. Thì mỗi VIP sẽ có những cái cọc khác nhau và cái mức chiết khấu khác nhau. Thì cái đó là do doanh nghiệp họ tự xét nha các bạn. Tiếp theo là cái mục phí mua hàng. Thì phí mua hàng là dành cho đơn hàng mua hộ nha các bạn. Thì nó sẽ có cái mức theo phần trăm của cái tiền hàng trên web nha các bạn. Tiếp theo là phần phí vận chuyển. Thì phí vận chuyển này là phí vận chuyển cân nặng nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ thể tạo hoặc là chỉnh sửa lại nha các bạn.
Tiếp theo là cái phần phí kiểm hàng, phí kiểm đếm các bạn. Thì trong cái phần giỏ hàng hồi nãy mình sẽ có một cái mục là bốn cái dịch vụ kèm theo á, thì kiểm đếm, đóng gỗ, bảo hiểm và giao hàng tận nhà. Thì cái mục kiểm đếm này là sẽ nằm trong cái bảng giá này nha các bạn. Tiếp theo là cái cấu hình phí thanh toán hộ. Thì cấu hình phí thanh toán hộ này nó sẽ dựa vào cái số tiền và cái mức VIP của khách hàng đó. Ví dụ như mình khai báo một cái đơn hàng trong khoảng 10.000 rưỡi tệ, 1.000, 10.000, 15.000 tệ, mình là VIP 0 đi. Thì cái tỷ giá hiện tại của hệ thống mặc định là 3580, mà VIP 0 thì nó sẽ cộng thêm 100 đồng nữa. Thì có nghĩa là 3680 nha các bạn. Tiếp theo là cái phần cấu hình phí vận chuyển về thể tích thôi nha các bạn, phần khối á. Và mục tiếp theo là mục quản lý kho. Thì ở đây mình sẽ có quản lý được kho Trung Quốc, kho Việt Nam và cái hình thức vận chuyển, phương thức vận chuyển của cái hệ thống của mình, để cho mình ra được cái bảng giá tính tiền vận chuyển chuẩn nhất các bạn. Và mục tiếp theo là mục danh sách ngân hàng. Thì cái mục này để cho khách hàng của các bạn họ thấy được cái thông tin ngân hàng và họ chuyển khoản đó các bạn, trong cái phần mục nạp tiền hồi nãy mình có hướng dẫn. Và tiếp theo là mục danh sách người dùng. Thì ở đây là tài khoản admin nên mình xem được danh sách admin nè, danh sách nhân viên nè, danh sách khách hàng nè, danh sách liên hệ nè, hoa hồng mua hộ nè, hoa hồng ký gửi và hoa hồng thanh toán hộ. Tiếp theo là về mục đơn hàng. Thì đơn hàng mình sẽ chia ra 4 mục là đơn hàng mua hộ bên attention, đơn hàng mua hộ khác và đơn vận chuyển hộ và đơn thanh toán hộ nha các bạn. Ngoài ra mình có thêm tính năng như là nhân viên của mình có thể tạo đơn hàng ký gửi giúp khách hoặc là tạo đơn hàng mua hộ khác giúp khách luôn nha các bạn. Chỉ cần khai báo thông tin và chọn cái username khách đó và bấm tạo đơn này nó sẽ lên đơn thôi nha các bạn. Và tiếp theo là cái mục quản lý kho. Thì do cái quyền này là quyền admin nên nó đầy đủ cái phần như là kho kiểm hàng, kho Trung Quốc, kho Việt Nam, import kho Trung Quốc, gán kiện ký gửi, xuất kho và thanh toán xuất kho nha luôn nha các bạn. Tiếp theo là mục quản lý kiện. Thì trong quản lý kiện mình sẽ có được quản lý bao hàng, quản lý mã vân đơn và quản lý những cái kiện trôi nổi. Thì kiện trôi nổi là như thế nào? Kiện trôi nổi là cái kiện mà kiểu như là kiện đó về tới kho Trung Quốc nhưng mà trên hệ thống của các bạn á chưa có khai báo cái mã kiện đó trên hệ thống, nó không có xác nhận được thì nó là kiện trôi nổi. Là trường hợp đó thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì trường hợp đó mình sẽ vận chuyển về Việt Nam. Sau khi mình xác nhận được của khách nào, của đơn mua hộ hay của đơn ký gửi thì mình gán ngược lại thì nó sẽ nhảy vào cái đơn đó nha thôi nha các bạn. Và tiếp theo là mục nạp tiền. Thì ở đây mình sẽ có cái lịch sử yêu cầu nạp tiền và lịch sử yêu cầu rút tiền. Thì những cái lệnh mà hồi nãy bên khách hàng người ta tạo đó, nó sẽ nhảy vào cái danh sách này. Thì bên phần này thì có thể là kế toán hoặc admin sẽ duyệt những cái thông tin này thì tiền nó sẽ nhảy vào ví điện tử hoặc nó rút ra cái ví điện tử của khách hàng đó nha các bạn. Tiếp theo là về mục thống kê. Thì ở trong hệ thống bên mình cái phần mềm này 6.0 này mình sẽ thống kê được như là doanh thu nè, thống kê lợi nhuận mua hộ, lợi nhuận thanh toán hộ, nạp rút tiền, thống kê số dư của khách. Ngoài ra là thống kê được những cái giao dịch của tất cả các khách hàng trong hệ thống của mình nữa. Và cuối cùng là cái phần cấu hình cái nội dung trang chủ ở bên ngoài hệ thống. Mình sẽ ra cái phần trang chủ nha các bạn. Thì đây là cái phần nội dung trang chủ của mình. Thì tất cả những cái mục như là hướng dẫn đăng ký nè, khách hàng nói về chúng tôi nè, cái tin nổi bật nè, những cái thông tin liên hệ thì mình có thể tự động cấu hình và thay đổi theo cái nội dung bên mình luôn nha các bạn. Và những cái phần nhỏ nhỏ này thì mình sẽ có những cái video chi tiết hơn để hướng dẫn từng mục hơn về cái phần này nha các bạn. Tương tự như cái phần chuyên mục bài viết và danh sách bài viết thì mình sẽ cũng có những cái video nhỏ để chi tiết hơn, hướng dẫn kỹ hơn các bạn những phần này. Và cuối cùng là cái phần danh sách khiếu nại. Thì khi mà khách hàng tạo khiếu nại thì nó sẽ nhảy vào cái danh sách này. Thì mình cũng đã nói cái phần khiếu nại thì mình sẽ bên doanh nghiệp họ sẽ liên hệ với bên nhà cung cấp, họ sẽ trao đổi và sẽ hoàn tiền và giải quyết cái đơn này như thế nào thì cái đó doanh nghiệp sẽ báo lại với khách hàng nha các bạn. Ok thì Ok thì mình đã giới thiệu hết tất cả các tính năng ở bên user lẫn bên quản trị cho các bạn cùng xem.
À, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Rồi, cắt xong đúng không? Ừ.